kêu bằng ông ngoại. Ông ngoại. Hay, cho một cảm ơn. Và đặc biệt con ông này mà nó vô tình nó chích mình là nó sẽ chết. Bởi vì cái kim của nó sẽ gắn liền với cái ruột của nó chích nó sẽ bỏ kim vào mắt ruột nên nó sẽ chết. Nhưng mà con ông này nó sẵn sàng nó chích để nó tự vệ. Con ông này nó không có sợ chết mà nó sợ những một thứ đó là khói. Đặc tính của con ông chỉ sợ khói thôi, giống như đặc tính của đàn ông mình chỉ sợ vợ thôi. Quá hay quá hay. Một tổ như thế này nó sẽ có khoảng 30.000 con trong một tổ là một thùng như thế này. Nó sẽ chia ra làm ba thùng liên ông khác nhau. Thứ nhất là ông thợ, thứ hai là ông đực, thứ ba là ông chúa. Mình đang thấy rất là nhiều đây là những con thợ, bởi vì con thợ nó chiếm số lượng đông trong đàn, 99,9% trong đàn là ông đợ. Và ông thợ này là ông cái nha. Với lại cuộc đời của con thợ này nó chỉ sống được có 55 đến 60 ngày là nó chết. Nhưng mà trong khoảng 55-60 ngày này nó làm việc liên tục, không ngừng nghỉ một giây phút nào hết. Nó làm việc cả ngày lẫn đêm. Mỗi ngày con ông này nó có thể nó bay chu vi diện tích của nó tầm 6 đến 7 cây số đường anh ơi. Đừng có phá. Tầm 6 đến 7 cây số này để nó lấy mật. Và trước khi nó đem mật về nó không đổ vào những cái lỗ này liền, mà nó buộc nó phải truyền miệng từ con này qua con kia khoảng gần 200 con. Để chi? Để cái lúc mà nó truyền miệng cho nhau là nó tiết từ trong cái hàm lượng nước bọt của nó vào trong thành phần mật ong có những cái chất kháng khuẩn. Kháng khuẩn này là enzyme đó, nên ai vô tình đứt tay hoặc là bỏng lấy mật ong sát khuẩn nó sẽ mau lành vết thương. Còn mấy chị em gái muốn làm đẹp thì lấy mật ong này quậy với lại bột nghệ mình đó, đắp lên mặt nó sẽ vơi đi những cái vết nám, vết thâm trên mặt ha. Đắp mà để ý kiến bu là mặt giả, mà trai đẹp nó bu nhiều là mặt thật. Rồi, ban đêm nó mới đổ mặt vào đây, nó sẽ lấy cái cánh của nó sấy khô cái nguồn mặt của nó lên, nó tạo ra một cái lớp sáp thì người ta mới bảo vệ thức ăn của nó thì mới khai thác được. Ở đây nhà mình có ai nhu cầu mua mặt thì người ta sẽ quắt trực tiếp tại đây luôn. Một xị là 160.000, một xị là 250ml đó. Nửa lít là 310.000, một lít là 600.000, nó có ba đầu chai như vậy. Chút mình mua thì người ta sẽ tiến hành dắt tại đây cho mình. Mà cả đoàn mình được ăn sáp trải nghiệm luôn. Rồi cái thành viên thứ hai là ông đực. Ông đực thì trong đàn này nó có 10 đến 15 con, nếu mà nhiều quá người ta cũng chỉ giết bỏ nó đi. Bởi vì con đực này nó không có làm việc mà nó chỉ ở nhà ăn chơi xong rồi giao phối thôi. Ông ở đây, ông là ông đực. Vô trời. Cả con ông đực cái bụng bự giống ông này à. Và con ông đực này nó ăn chơi nó giao phối nó rất là sung sướng, nhưng mà nó cũng khổ thân một cái là bởi vì nó giao phối đúng một lần nó chết chứ không được nhiều lần. Chứ không được nhiều lần như mấy anh em mình đâu. Mấy anh em mình mà một lần chết mấy chị này chắc tự tử hết. Và đặc biệt con ông đực này nó không giao phối với ông thợ mà nó chỉ giao phối với một thành viên cuối cùng, đó là con chúa. Trong một đàn này nó có một con duy nhất, con ông chúa này giao phối với ông đực. Thì con ông đực chết, còn ông chúa này cũng được một lần giao phối, nó sẽ duy trì, nó đẻ suốt đời. Tuổi đời của con ông chúa này nó sống được 6 đến 7 năm, ngày nào cũng đẻ. Một ngày trung bình con ông chúa này nó có thể đẻ lên tới 1.000 trứng, gấp 10 lần ngày ông cơ xưa đó. Đẻ hơn cái hồi đứa thơ. Con này nó giỏi, nó đẻ, nó quyết định được trứng nào coi đực, trứng nào coi thợ được luôn. Trứng đực, trứng thợ thì nó đẻ đại trà, còn trứng đực nó sẽ dồn về hai góc cuối nó đẻ nha. Còn trứng BD không có chỗ đẻ đâu. Mà con này nó giỏi hơn mấy chị em gái phụ nữ Việt Nam mình một cái là nó đẻ nó rất là vui chứ không có la làng mà cười. Trên đầu của chị nó có mà cười. Trên đầu của con ông chúa này nó có buộc cái vương miệng của hậu 2017, nó mới đăng quang cách đây 3 ngày cho bệnh viện Từ Dũ phát. Rồi gia đình mình có ai nhu cầu mua mặt đăng ký một xị nửa lít một lít gì đủ số lượng một lít nữa lên thì em tiến hành dắt trực tiếp cái đầu mình ăn sáp trải nghiệm luôn nha. Giờ có ông chú thôi chứ tìm ông chú nó chích tôi đến. Đây có ông chú này, dắt sữa ông chú nè. Rồi con chưa? Ông chú thì nó dài hơn, còn con ông đực thì cái bụng nó bự giống ông này ha. Rồi, ở đây mình mua mật thì đăng ký. Còn ở trên quầy nó có một cái quầy giải khát nước ép sinh tố với ô phối với mật ong rất là ngon, đang có chương trình khuyến mãi cho mùa hè. Uống một ly sinh tố người ta tặng cho chống hút hút. Ăn một cây kem người ta tặng cho một cây muỗng múc luôn ha. Rồi ai mua mật đăng ký đây, nhanh tay thì còn chậm tay vẫn còn.